Mình đi qua đây gần 2 năm, 2 năm mấy chuẩn bị về Việt Nam rồi mới có cơ hội xin bữa ăn trực khó lắm ông. Thực sự đây là video gọi là rất là khó khăn để có được với ông. Xin vô ăn trực một bữa mà không cho vô ăn. Chiếc test lại là của Thảo. Thảo bán bảo hiểm thì rất là giàu rồi, bạn biết rồi đó. Ở bên Mỹ thì bán bảo hiểm giàu kinh khủng. Đó, nhà to như vậy, bạn biết nhà này có chục triệu đô mà bạn. Đó, vô kiếm bữa ăn trực. Đó, quá vô thăm hai nhà đẹp này, 2 năm rưỡi mới cho vô nhà thăm ăn uống đó nha. Ừ, đẹp thì khó lắm bạn, đây nè. Nhân vật rất là khó khăn để vô được thăm nhà ăn uống, nghe đồn nấu rất là ngon. Ngày xưa bán cái gì quên rồi. Bán xốp cua rồi xong bán cái nước uống bắp. Sữa bắp rồi xong làm nhiều lắm. Đây. Có bếp rồi, vô coi người đẹp nấu ăn nha. À, mắm nêm nha. Ở trong này nó là cái nguyên con cá luôn. Cá thu. Cá cơm. Cá thu. Cá thu hả? Dạ. Đó, ăn cá sống được đúng không? À, ố cái này nó đã chín rồi. Chín rồi. Nó ướp nó fermented mà nó mặn. Bút miếng cơm vô. Mình với anh Tuấn, Thảo, Minh, Handsome sẽ làm một series đi cắm trại sống trên xe RV này. Các bạn thấy giá xe RV không? 104.000 nè. Thì mình có thể mua chiếc này khoảng 2 tỷ mấy. Ok bạn, thì hiện tại mình đang ở California các bạn, ở Los Angeles. Thì hôm nay là video sẽ đi tới thăm nhà của vợ chồng nhà anh Tuấn với Thảo. Thì lâu giờ mình đi qua Cali mình chơi thì qua nhà của cô Minh chơi nè, qua nhà của chú Hải rồi. Nhưng mà riêng duy nhất là nhà của Thảo với lại anh Tuấn là chưa có qua. Thì hôm nay qua kiếm một bữa ăn trực, review bạn coi thử nhà của Thảo là với lại anh Tuấn ở thì như thế nào các bạn. Thì cái khu mình đang ở đây gọi là cái khu gì nhờ? À, cái khu gì mình Handsome không biết, nhưng mà cái đường xá này rất là rộng nha, 3, 4, 5, 6, 7 lan luôn. Thì hướng sau lưng bên này, hướng của mình là nhà có chiếc Tesla. Đó, là của Thảo với lại anh Tuấn. Đó, nhà nào anh? Nhà đây hả? Đó, đây là hướng nhà rồi, mát mẻ không? Nhà bự không? Công nhận nhà có Tesla giàu. Đây là nhà của hai người đẹp. Mình đi qua đây gần 2 năm mấy chuẩn bị về Việt Nam rồi mới có cơ hội xin bữa ăn trực khó lắm ông. Thực sự đây là video gọi là rất là khó khăn để có được với ông. Xin vô ăn trực một bữa mà không cho vô ăn, xin hoài cho chuẩn bị về Việt Nam rồi mới cho vô ăn. Thì Thảo sẽ nấu ăn cho mình coi thử, là nghe nói nấu ăn tay nghề rất là ngon các bạn. Đây đó, đây đậu trước là một chiếc BMW. Chiếc BMW này của anh Tuấn, chiếc Tesla là của Thảo. Thảo bán bảo hiểm thì rất là giàu rồi, bạn biết rồi đó. Ở bên Mỹ thì bán bảo hiểm giàu kinh khủng. Đó, nhà to như vậy, bạn biết nhà này có chục triệu đô mà bạn. Giờ mới có dịp đi vô. Đi hướng này nhìn thử coi. Ủa hả? Tưởng nó nhà ta hả? Tưởng nó sau lưng này thêm chiếc nữa nhá. Nhà này phải vô hẻm chứ không? Nhà Thảo là đầu đường, mặt tiền luôn. Đây. Vô kiếm bữa ăn trực coi. Nó bắp cò chỗ nào trời. Không ra tiếp luôn á, cho vô luôn. Đi vô sao? Mở cửa được. Vô phải không? Công nhận. Nó tự mở vô luôn. Nàng Minh nó kêu nhà của Thảo cho tôi không biết là phải không nha, tôi mở cửa vô đại đó. Thì nhà lấy thì chỗ này là để gara. Này vô nhà. Đó, vô kiếm quá chật. Thiệt mình. If you do love me, you'll be hanging on. Everything you know is what you're for. Embrace your something. Embrace your all. Everything you do will make it fall. Khó quá, vô thăm hai nhà đẹp này 2 năm rưỡi mới cho vô nhà thăm ăn uống đó nha. Ok. Mời vô. Ui, kia nói vô thì dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ. Bình thường là ở.
Ui thơm các bạn. Vô thơm bất hợp. Ui mở cái đi đeo một bắp con đi chứ. Trời. Đó, nhà rộng quá trời rộng luôn. Có chó nữa nè. Hả? À, ở sao sao đâu? Hiền dữ. Ui nhà rộng thế. Vô tham quan trước coi coi. Mấy cái hoa này nọ rồi. Ghê thiệt. Ui. Cái này là ghế sofa bed đúng không anh Tuấn? Không, sofa thôi. À, sofa hả? Nhưng mà chịu xuống được. À, chịu xuống được hả? Chịu xuống nằm luôn. Ui. Công nhận. Tôi qua đây 2 năm mấy giờ mới cho vô thăm nhà nữa ha. Ừ, đẹp thì khó lắm các bạn đây nè. Nhân vật rất là khó khăn để vô được thăm nhà, ăn uống, nghe đồn nấu rất là ngon. Bình thường là Thảo hay nấu đồ ăn hồi xưa là ship khắp Cali luôn, là cháy hàng luôn, xong mệt quá. Không có bán nữa. Bán gì ra là cũng cháy hàng hết á. Ngày xưa bán cái gì quên rồi. Bán súp cua rồi xong bán cái nước uống bắp. Sữa bắp rồi xong làm nhiều lắm, bánh đúc, bánh cuốn, bánh đòi tùm lum tà la hết á. Đó, xong nghe quảng cáo rất là nhiều. Xong kêu Thảo là nấu cho bữa cơm quê ăn thôi, thật sự là mình rất là thèm mấy món dân dã. Vô đây, vô đây. À, đây. Có bếp rồi, vô coi người đẹp nấu ăn nha. Đóng chén. Trời ơi. Nấu gì xả gì ghê vậy? Là nấu sáng giờ hả? Ui, có cá nè, cá rô phi nè, nhìn ngon không? Ồ, chiên. Nhìn là biết liền. Ồ, cá bông mau kha tộ nữa. Giận à? Giận à? Giận quá trời giận luôn. Đây là cái rau muống chuẩn bị xào tỏi nữa nè. Rồi, con chiên muống thôi nha, chứ không có... Ồ, đũa gì dài dữ. Không có cua hoàng đế hay là gì đâu nha. Đúng rồi, ở đây là qua ăn là muốn ăn cơm quê thôi, mấy không? Không có. Mỗi lần đi ăn qua nhà ăn trực á là hay kêu cầm tiêu tôm cua ăn, nó làm kiểu như nó mất vị. Đúng không anh Tuấn? Ừ. Vô cái tập trung vô mấy ăn cái món seafood, trong khi không có tập trung vô người nấu, người đẹp. Cái này người đẹp đang nướng gì nữa nè. Ồ, nướng gì này vậy người đẹp. Ồ, người đẹp kia gì mấy món đó. Gì đó. Cà pháo mắm tôm là được rồi chứ. Ồ, làm gì đây? Quầy rồi, trang trí rồi này nọ rồi, như nhà hàng luôn ha. Đầy đủ luôn ha. Gạo mè, gạo lứt phải không? Đây là gì? Ngũ cốc. Gạo, gạo lứt, nếp. Đây gì nữa Minh? Hạt bí. Ồ, đầy đủ ta. Gom nhận nuôi anh Tuấn cái gì mà không mập được là không hiểu. Trời ơi tủ lạnh đó. À, quá trời vô. Như một tiệm tạp hóa luôn. Có đậu má, đậu xanh. Đậu má, đậu xanh đầy đủ nha. Ồ, đậu má, ngon không? Có đậu xanh cho bạn. Đậu xanh vừa luôn. Rồi khi nào được ăn, sắp được ăn chưa? Rồi đó, vô. Hẹn 4 giờ. Hẹn 4 giờ xong Thảo hẹn tới 5 giờ, từ tới 6 giờ. Ồ. Thôi không có rớt nữa, người đẹp nấu ăn rồi tay nghề lần đầu tiên được ăn luôn phải không? Ok xong rồi đó, ra rồi đó. À, nhìn ngon ta. Hấp dẫn ha. Hấp dẫn quá. Ô, giòn quá trời luôn. Đi xào đó muốn ha. Thôi xào đó muốn ăn ha. À. Đúng á. Rồi, vô. Bỏ là cá lên dĩa đó. Coi chừng lấy răng nha. Để sát sát cho xíu nè. Đây. Ok không? À đây không bể nè. Cho nó đẹp, nó lên hình nó mới đẹp đúng không? Đúng. Ủa em để dĩa này à, hay để dĩa kia? Dĩa này phải không? Dĩa này ha. Để rau muống. Đây ha. Rồi. Đó. Ôi, hấp dẫn quá. Nhìn hấp dẫn quá. Kiếm sao nổi trời. Đây là cá tôi chiên nha mấy ông. Tôi mới gấp ra á. Ồ, cái đục nữa ha. Rồi bưng lên bàn đi, lên đi. Lên bàn ha. Lên bàn luôn đi. Được rồi. À. Tại trên bàn này có gì đây? Nhìn đã chưa mấy ông? Trời ơi, đẹp nấu bún đậu bún tôm luôn. Phải không? À, mắm nêm nha. Cái này là xã kêu là phải đặc biệt là của miền Trung anh Tuấn nè. Tuấn là quê ở Đà Nẵng. À, thịt heo quá. Thịt heo rim gì? Đúng rồi. Xả. Xả. Canh bí tôm đúng cái món mình thích nè. Tôm, lông thịt. À. Còn đây là trứng chiên. Ngon quá, còn rau muống cho nữa là y bài công quê không. Nhìn ngon quá, đây thăm nhà xíu anh. Còn nó xong lần này là gì đây? Người ta sao? Vậy hả?
Đấy bạn. Ui, cái con chó nó đái, trời ơi. Thiệt tình là tôi đạp chúng nước đái con chó ơi. À xong rồi, mát đây hả? Hiền gì hỏi mình mang dép không? Tôi cởi tóc ra luôn phải không? Dục tóc luôn. Dính đá hả? Dính đá rồi. Giờ lấy mang dép mang. Vô vậy? Không, tôi làm không sao đâu, lấy cái đôi dép mang thôi. Vô ăn, chưa kịp ăn là thấy mất cái đôi tóc rồi đó. Không, không, đâu có bị sao đâu. Mình lại lại dép lại. Dép lại đây. À. Đặc sản đặc mình. Để coi thử Thảo đang nấu cái món gì trong này nè. Ủa, có trứng vịt lộn rồi mấy không? Bầu mướp nè. Nè, đó là trứng gì đây? Trứng vịt lộn á. Trứng vịt lộn thiệt luôn nè. Luộc trứng vịt lộn ăn coi. Bầu nè. Rau salad nữa nè. Đầy đủ nè mấy không? Ủa, mực nhồi nữa nè. Rửa cái dĩa này nè. Dĩa này hả? Bỏ ra đó hả? Mình muốn ở sao? Người đẹp này đa nghề lắm, nấu được bún riêu, bánh canh, hủ tiếu. Rất là nhiều món. Chụp khoe tôi hoài luôn á, làm tôi chảy nước miếng hoài luôn phải không? Mỗi lần tôi đi xuyên Mỹ là tôi ăn McDonald's với lại KFC không à. Cái bãi gửi bún riêu, rồi bún mắm, rồi bún đậu, bún tôm gì đó, rồi nhiều món ngon lắm. Giờ bữa nữa về tiệm ta hàng mặn. Ồ. Có người chắc là người cao, ăn uống món này là món ruột của người đẹp nha, người đẹp thấy chụp hình nó là mực nhồi này hoài luôn á. Phải không? Đầy đủ đồ nghề chứ bộ. Đầy đủ mấy nướng mấy đồ nhiều chứ bộ, 1, 2, 3, 4, 5 là nãy giờ mình thấy nhiều loại lắm á. Cái này là mở tiệm bán nhà hàng được mấy ông, đủ đầy đủ mà. Này cơm nè. Đó. Ok. Mình kêu người đẹp. À. Lên chân lên mấy ông. Đó, thấy Thảo nấu nhìn ngon mấy ông. Cái này là mở tiệm gọi là tiệm cơm quê được rồi đó. Phải không? Ở bên Việt Nam này mà đa số mấy cái nhà hàng mà ông ăn cơm phần gia đình á, họ cũng làm theo kiểu này nè. Đúng rồi. Đúng không? Một phần cũng. Nhưng mà bị sao? Rồi anh không ăn thử nhà hàng của Trường Giang ta. Dạ hả? Cơm quê nào không? Cơm quê. Thế ăn cũng ok đó. Anh ăn rồi phải không? Ừ. Ăn rồi. Dạ. Bữa ăn chén của Trường Giang thấy hơi mặn do mình không biết pha đường vô. Đúng. Anh Tuấn anh nói gì á. Thì bây giờ là có cái này anh Tuấn nó tự pha lại nè. Đó. Tại hình như là Trường Giang với anh Tuấn cũng gần quê nhau ha. Đó là Đà Nẵng. Đà Nẵng hả? Đà Nẵng ăn mặn. Ông này ăn mặn ghê đó. Mặn số một cây. Mặn với cây. Không mặn không cây là gọi là không phải là dân miền Trung đúng không? Nhưng mà em cũng bị chung mà, em cũng ăn chung này gốc ăn ngọt đâu. Gốc này là bứng gốc mắt. Do Sài Gòn ăn ngọt nguyên rồi. Ù. Cái nục, cái nục ha. Cái nục. À, cái nục gì, cái nục. Nục chuối. Nục chuối. Nục chuối là gì? Nục chuối. Nục chuối nó khác hả? Nó nhỏ. À, dài. Còn nục kia là nó mập hả? Đúng rồi. Nó ngắn. À, không, nó mập. Nó mập, nhưng mà thịt nó nhiều, còn cái này á thì giống như là... Không, đúng rồi, cái miền Trung ăn nục này nè. Đúng rồi. Còn ở bên miền Nam hay có cái nục mà nó mập mập hơn chút đúng không? Nó bè bè ba ngón vậy đúng không? Thì không, nó không ngon bằng cái này đúng không? Cho xin miếng nước uống không bạn? Ờ, có nước đó, có nước nó lạnh. Không nước. Có nước dừa không? Có, không nước dừa không? Xưa nè. Để nó lấy chai thì mình chai... À. Đây, đúng không? Chai trong, chai ngoài. Chai trong đi, cho nó nhiều. Đầy đủ tiền nghe dưỡng. Lấy cho, sao lấy Đây cái tủ lạnh của người đẹp mà vô bán người đẹp quá lộn xộn rồi thấy mày. Đầu má không? À. Dừa. Dừa. Yeah. Mình khó được dừa lắm. Đây, bây giờ một cái ly à. À, cái ly luôn. Có xò xò gặp. Vô. 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 Anh xào thì ít dầu lắm, không có nhiều dầu lắm. Ừ. Thôi. Vô. Chứ cái ly này tôi thấy quen ha. Đi với tôi ăn cái gì hả? Du kích. Quá trời ra, anh để quá trời ly trong á. Dạ, tôi về để mình vừa tỏi xíu cho nó ngon. Trời nó muốn ăn phải không? Ừ. Mỹ tôi thích khói ăn rồi muốn xào tỏi hả? Đúng rồi.
dễ gì có mày ăn mày không? Đi dập dập siêu Mỹ cứ toàn là ăn mắt đô nồi ghép xe không. Sao nó không chảy được? Thấy không? Cái lá là gì anh? Bột nêm. À, ủa, lá bột nêm đi trước cũng không phải lại hả? Bí kíp. Tôi cháy vậy. Bí kíp. Bí kíp. Bí kíp không chảy đâu. Nha. Không chảy được. Tiết kiệm dầu thiệt luôn. Xíu dầu. Chảy rồi đó, vậy bỏ vô nha. À, rau rau muống xào, rau muống xào không có nhiều nhiều dầu đâu. Vậy bỏ vô chưa? À, dầu hào. Rồi, bỏ vô. Bỏ vô nè. Đó, muống xào đứng đứng bỏ gì đó từ từ thôi, từ thôi. Được hả? À, từ từ đẹp xuống rồi em không bị gãy gãy nó không bị dập dập. Dập đúng không? Không bị điên hả? Từ từ thôi là nó thấy. Như là chuyên nghiệp không? Rồi, đó. Làm cho. Đó. Đó làm vậy thôi nè. Đó làm vậy thôi nè. Đang vừa luôn á. Dạ. Nóng ra thấy đói bụng rồi đó. Giờ cái này nóng phải ăn liền nha đúng không anh? Dạ, cái này là thấy đói bụng rồi đó. Này, được rồi. À, tiêu tiêu tiêu. Sao nổi? Nổi em ơi, kiếm nổi. À. Kiếm nổi đâu? Tại tôi xào nãy giờ nhưng phải không? Đó. Okay. Thôi thôi. Chị. Chị đây. Chị đây. Tôi cả đủ rồi đó. Đó. Mâm cơm quê đó hả? Quá đã luôn. Đây. Còn gì trước? Cơm mà. Cơm ai ăn gì ăn chứ. Cơm có ăn gì ăn chứ phải không? Cái rồi nhìn quen không? Quá quen luôn rồi đó. À ok. Bây giờ ta vô ăn cơm quê là đủ tim của mình là bốn người đó. Cô mình sầm lâu quá nó không chưa lên lên hình, lên sóng với ảnh gia đình nhà anh Tuấn. Dạ. Ok, giờ cô Yami có phụ đủ ăn cơm quê đúng không? Ăn cơm quê uống rượu vang, uống rượu vang. Ta rượu này bữa mình có điều gì với thả với anh Tuấn các bạn nhá. Mua cho hầm rượu á. Ok. Giờ thử coi. Rồi thử nha. Bữa trước á thì ngồi test rượu không ai biết giỏi ngon gì á nên mua lại giờ mới test được. Mình đủ tuổi với mình. Đủ rồi. Đủ rồi đó. Đó. Mình đủ tuổi lấy gì? Mình bữa giờ làm caramel nẵng sâu không à? Đúng. Giờ nước ngồi lên hình ăn. Rồi. Tiếp tục đây là wine tasting nha. À. Đây có sẵn nồi cơm nữa mấy ông. Ăn ok, giờ vô trước cái trái đi. Vô trước cái trái đi. Dạ. Dạ. Yeah. 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 Rồi 1, 2, 3, vô! Chúc sức khỏe nha. Này nha. Sống rượu mà như uống bia rồi. Ok. Yeah. Cái rượu này á, là nó rượu chát phải không? Nó dù lạc dù chát chứ nó có ngọt ngọt đâu. Nó ok. Nó cũng ngon. Uống kiểu như tiêu quá bạn. Để ngon. Có cần đá không? Không ngon. Thôi là. Chết quá. Lạnh. Chát không? Không, thấy đỡ hơn cái kia chứ cái đầu tiên á à. Hơi chát rồi, ăn thôi mọi người. Ok, ăn cơm mọi người rồi mới cơm nha. Rồi anh chắc anh sực này trước. Rồi sực đó hả? Rồi em ăn gì đi, em ăn gì đi. Rồi ăn gì ăn đi. Thử từng món đi. Thử từng món đúng không? Thử từng món đi. Ok rồi em thử cái gì chứ. Ồ, món này hấp dẫn lắm đó nha. Món này ok, thử từng món này. Để anh Tuấn hả? Anh Tuấn test đi. Rồi em thử đi. À ăn cơm quê phải không? Thì cơm quê chưa gì thấy có đó. Cái món này món đặc trưng đặc sản quê nhà của anh Tuấn mà. Uh-huh. Những chén mắm chất lượng ghê không? Chịu nổi không? Sao nổi? Thử mấy miếng mấy miếng xíu cho nó ngon. Rồi, toàn cái mùi này thật sự luôn là đúng không? Đúng miền Trung đúng không? Mấy chục năm rồi tôi mới thử lại mấy ông. Mắm miền Trung mà. Mắm miền Nam mà. Cái này ngày xưa là mình nhỏ ngoài Nha Trang mà bảo lũ này nọ và lâu lắm luôn mày mới thử lại à. Thì sự cái mắm này á, các bạn nhìn nè, ở trong này nó là cái nguyên con cá luôn. Cá thu. Dạ. Yeah. Nguyên con cá luôn các bạn. Cái cơm. Cá thu. Cá thu hả? Mắm cá thu. Ù, các bạn thấy không? Thấy ruột cái đồ nghĩa là ở miền Trung á, cái món này á là con cá nó còn sống luôn á. Đúng không? Còn sống em. Bắt lên xong rồi nó ướp muối. À, nó ướp muối. Dạ. Cái bạn là cái nó làm mà mắm. Dạ, cái quán này nó còn sống phải không? Chứ không phải là cá được nấu chín đâu phải không nè. Đúng. Đây rồi. Là cái đặc sản của miền Trung á. Dạ. Đó. Lâu lắm rồi thì thử luôn là tính tay quay mấy chục năm không? Phải hơn hai mấy năm tôi mới được thử lại cái kiểu này. Có đợt em mới vừa ra Huế em ăn một cái bún mắm. What? Bún mắm là lên từ này luôn đúng không? Đúng rồi, từ ấy đó. À. Đó đó. Anh từ bún à.
cho bông coi luôn rồi, có đầu con cá luôn không? Không dạ. Ông Tú kêu đầu con cá cá thu đúng không? Cá thu đó. Thử ăn cá sống được đúng không? À, ố cái này nó đã chín rồi, chín rồi. Ướp nó fermented mà nó món nó mặn. Không, áo bút miếng cơm vô đã. Thằng rau vô ngon ngon lắm không? Ôi con cá thì ăn tăng cân luôn á. Cá mặn gì? Cá mặn lắm. Cá vô dù vì cái nước cái là anh pha, còn cái cá là nó đã là nguyên chất. À cái nguyên chất cái nước là anh pha. À dạ nó có nó là nguyên chất rồi. Nên bữa tôi review quán bên Trường Giang như tôi cũng cắn con cá. Nó mặn kinh luôn. Đúng rồi. Đây là miếng tàu hũ. Dạ. Đó. Đồ miền Trung mà. Tôi cũng trong miền Trung ra mẹ không? Mà giờ giờ ở Sài Gòn mười mấy năm mà lâu quá. Nói này á, em chấm gì nó không ngon á. Ừ. Ăn bún, cái này á hồi trưa á chiều chiều ăn với bún này nè. Tôm sắt vô leo vô. Tôm tráng này vô thôi á, chứ không còn phải có thịt đâu. Ngày xưa miền Trung á nó nghèo cũng không? Ừ. Nó mới đủ cái gì đâu. Là chiều chiều còn mua một mình nhớ mua có 5.000 bún thôi, đúng mà ăn nguyên cái nhà luôn á. Là khoảng 3-4 giờ chiều qua xong trang cái nước mắm này vô xong trộn lên ăn là ngon mà. Vô leo bầm ra. Còn bây giờ anh đầy đủ. Chúng ta là chúng người em làm tô bún mắm này. À, tô bún mắm đó nó sẽ là như vậy á. Dạ, có nhỏ hành nữa, có đậu phộng nữa. À, luôn. Chúng ta là cái món mà kiểu như là thịt răm mà xả đó, dạ. Bún xả. Đây là kiểu như là mặn mòi đúng không? Kìa, ngó đậu hành đậu đòn để cuốn không? Cuốn ngon không? Phải chảy luôn miếng cá nó mặn ăn phải ăn với cơm mà đúng rồi đúng rồi đúng rồi em bị kẹp dạ. Đó là em bị kẹp với lại rau thịt từ cái nước á là anh đã pha thì nó hòa quyện em mua nào này chưa phải bán ngoài đó cũng mặn Việt Nam hả? Việt Nam đem qua luôn. Đi đem mua qua cho trời nó vẫn bán được hả? Có. Ừ. Đó một cái chợ mà nó bán chuyên về hàng của Việt Nam đem qua thôi. Có cá ăn không? Đây, cá lục quá. Cá lục không? Chiên giòn. Chiên giòn. Dạ đâu. Nhìn ngon không? Cái lục thường thường nó ngon kiểu như là bẻ cái đuôi ra ăn. Thử chút đi. Coi nó là ướp muối rồi đó. Ừ. Giống như cá hấp ở Việt Nam đúng không? Ừ, cá đó, tươi đúng không? Dạ. Trong bức à? Mua trong chợ Hàn Quốc á. Dạ. À, anh thích ăn cái loại này mà chiên lên giòn ngon. Ngon. Thơm. Thơm, đỏ lắm. Khói phải. Ăn cái cơm nó sảy luôn. Tôi thì với này phải không? Tôi ăn thảo là thấy không? 2 năm rồi không ăn. Cái gì? Giờ nó về Mỹ là tao ăn ngoài đó. Giờ sắp về Việt Nam rồi cho bây giờ cho mày ăn. Tao ngồi yên phải không? Tao ngồi yên lên ngồi lên. Ừ, ngon mà. Đây là trứng vịt hả? Trứng gà? Trứng vịt cho nha. Trứng vịt luôn. Trứng vịt luôn. Đúng không? Hai đồng trứng. Trứng vịt luôn. Bốn mấy? Bốn mấy còn 50 ngàn một quả trứng vịt đó. Này đổ mấy cái? Ba cái. Đủ ba cái. Dĩa này không mà. Sao đâu đó. Vậy đó. Bằng 200 ngàn đúng không? Dạ. Trứng vịt 200 ngàn mà. Mày đâu muốn nhiêu đây? Đâu muốn nhiêu bỏ nữa? Như là chắc 2 đồng mấy à? 2 đồng 99 2 đồng 99 hào. Vậy là nay nó muốn rẻ ha? Rẻ không hả? Nửa ký là 50 ngàn. Cái mùa này á, đâu muốn rẻ. Ừ. Cái mùa lạnh á, nó lên tới 4-5 đồng rồi. Ừ, hào. Ừ. Ngon quá. Ăn bỏ đồng muốn giống như là ăn tô phở vậy đó. Cái gì mình ăn theo cái đó là tiền. Đây ngon quá. Tôi giống như chất đó thì không? Tôi hiểu không? Giờ tôi ăn phở bún bò này nọ rồi ăn cá tê bắt con nồi phải luôn quá. Bảo dễ có mấy cơm mày ăn không? Bữa nay ăn trong quê cà phê. Ừ. Trong quê nấu nhiều quá. Tôi chỉ kêu là rau muống, trứng chiên, cá chiên này nọ là xong. Ừ, ăn cái chiên mới nhớ. Qua để thử cái con cá. Cái đó là chấm nước mắm á, ngon á. Cái nó mắm không? Cái nó phi không? Cái nó phi này hả? Mắc không? Nhiều con bên này đây. Ừ. Người đẹp. 16.99 một bao á. À. Chắc cũng gần 3 bao. Rồi, ôi. 16.99 một bao hả? 6.99. 99 một bao. 7 đồng. Ừ. Bơi hồ luôn mà. Cái nó phi ở Việt Nam mắc rẻ là. Cái này là cá tươi không? À. Nó bắt không?
giòn nhá, đã không? Cũng nhà nấu xong bây giờ no rồi. Mình cứ ăn thoải mái. Ngon cay. Ngon quá. Còn cá kho nha. Còn kho nữa không? Cái này là cá bông lâu. Kho, kho tổ. Này phải vít ra chứ, gấp đủ cho nó không gấp. Đây, 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 đây. Cho em miếng luôn. Để lấy cho em miếng này ngon này. Miếng này ngon. Rồi, thank you anh. Còn miếng cơm không chan miếng nước này miếng ngon. Thôi mặn quá, để ăn cái kia nó vẫn chưa tan được cái mùi mặn. Còn cái con cá nó mặn lắm, em ăn được, ăn cái con. Dạ, yeah. Em ăn con cũng được đâu. Không quen á, mặn lắm. Tôi cần này dòng sơ sơ, còn hết kiến cơm nữa nè. À, giờ tôi để nguyên cái thông cơm bên cạnh luôn, để tôi ăn luôn là biết cái bên luôn. Là đạo bún rồi. À bún ngon. Mình bị hành hạ chút nha. Ngờ thiếu ăn. Ăn cơm quê uống rượu vang. Em ăn cái gì vậy? Hết thảy luôn. Nguyên giải luôn mà. Mày ở tự nhiên như ở nhà luôn. Nó bắt đi. Nó ăn mới đã. Ăn xong rồi tôi gom luôn. Ăn xong tôi gom đi. À, trời ơi ngon quá chứ. Ngon đậm luôn. Anh có bị nóng. Nóng á? Bị nóng rồi. Bị nóng á. Ừ, không sao. Nóng lạnh đi. Nóng lạnh đi. Chắc bật lên nè. Đóng cửa sổ lại đi. Ăn là nóng luôn rồi biết rồi. Ừ. Rồi muốn cho gỏi. Trời ơi, nãy ăn. Đã quá. Mấy ông á, ở Việt Nam á, mấy ông được ăn cái này hoài à. Mấy ông thấy chỉ kiểu như là một món hoàn đơn giản, để nấu cái món này. Đúng rồi. Bên Mỹ đâu đơn giản đâu mấy ông. Dạ. Để nấu đúng vị mà quê nhà cơm quê nữa. Ăn ngon không? Cơm bầu. Cái bầu ha. Đã quá. Cứ kêu Thảo nói cho bữa cơm quê ăn, Thảo cứ sợ mình rồi. Hai điều tôi hay đi review 5 sao ăn tâm hùm khu hoàng đế, thật sự là mấy ông thích coi tôi review mấy ông coi thôi. Đúng rồi, ẩn sau camera đó là tôi ăn mấy cái này, không thích ăn cái này đâu. Canh bò nó nấu quá, nó còn mát ăn ngọt ngọt luôn không? Dạ. Đã ăn túng túng là ẩm chiên thịt mà. Đã mắt, giờ thử món thịt con đó, ăn đẹp chứ không, món thịt đẹp kêu không, nãy giờ nấu không thử. Lấy kéo khác không? Thử luôn cho nhanh, cái này chấm gì ta? Em miếng mắm nêm coi. Mắm nêm luôn hả? Mắm nêm luôn. Ủa có lấy gì ta? Ê, tôi xin vô mắm nêm. Cái mắm này ngon, cái gì cũng ngon. Nó giòn không? Giòn. Ngon. Chấm này nè. Mà luôn không? Đây cho nè. Nó là ngon ngon hả? Ăn thịt nó cho ăn gì luôn, đẹp gì sớm vậy? Nó sớm vậy. Thử không? Nè, thử không? Miếng cá rồi. Để giờ ăn một mình là hết nửa cá phải không? Chấm mắm nêm không? Ngon rồi không? Miếng mắm nêm. Ăn cái gì vậy? Ăn trực tự nhiên giữa nhà đúng không? Tự nhiên giữa nhà. Tôi ăn trực chuyên nghiệp luôn á. Bỏ đồ phòng vô. Con tướng em đi rồi. Hả? Bún mắm. Bún mắm thịt luôn. Ngon này ở Huế bán ngon quá. Biết là nặng cái bán không? Có đúng hả? Chụp luôn. Cái món này mình ăn trước chợ Đông Ba về Huế bạn. Ngon lắm. Anh Tuấn tưởng là kiểu Đà Nẵng. Hai
từ 4 giờ, 5 giờ, 6 giờ, 7 giờ mình ăn rồi. Rồi biết rồi, rồi. Nó ngon. Ngon. Chuyện không nổi luôn á. Ừ. Đã lắm. Nắm quá ngon. Làm thêm một chén nữa mới không? Ăn vừa vừa hết thiệt đó. Vừa đang bên ăn đúng không? Tôm. Đây cho món này. Lâu lâu em đâu ăn hương vị này đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Có hương vị đâu. Hương vị toàn là còn là cua hoàng đế với lại bóc crab với rock crab. Cái nục, cái nục. Mấy cái nục này thường anh Tuấn nãy nói là bán ngoài chợ Hàn Quốc nhiều hơn. Tại vì tụi Hàn Quốc thích ăn cái nục giống mình lắm bạn. Nên cái nục nào cá hố đúng không? Anh cá hố thì dài. Đúng rồi, cá hố. Cá hố nó ngon. Nghe anh tự ước muốn. À. Nó mặn hơn. Ồ, nó mặn. Bụng mắm ngon quá. Mắm ngon quá, không đổi. Không ngon. Bữa nay cái gấp đủ rằng. Ngon không? Ngon ngon. Ngon ngon. Ngon ngon. Rồi chứ, ăn gì dữ vậy? Không vô rồi. Rồi, quên vô rồi. Rồi làm đem rồi đi đi đồ ra. Ủa, tụi cũng nhanh dữ vậy hả? Ăn cho tiêu luôn. Không, cái này cũng ngon đấy chứ. Em thấy nó cũng ngon, cũng dễ tiêu. Dạ. Yeah. Ngọt quá cũng khó chịu lắm. Rồi rồi rồi. Ngon quá trời. Này. Có sò nước sò to. Để đem. Múc con đĩa. Mình múc con này. Khó ăn cái này. Ngon. Ngon quá chị Thảo ơi. Chết. Ngon quá. Chị đi qua ăn chụp về nhà. Mình nó xài các bạn, nó qua đây đang chật hoài, nó kể mình qua đang chật hoài. Thả tiền ngon. Quá trời. Anh cái mặt thì Minh. Dạ. Ngon Minh. Ngon. Thảo hòa món nấu hay kêu mình qua ăn chật luôn không Thảo? Đúng rồi. Biết cấp à. Biết cấp được. Làm hết mấy món này đi 4 cái chợ. Các bạn thấy không? Mỗi cái chợ là một cái món khác nhau á. Đâu phải là dễ luôn nấu cái món này đâu. Đâu phải là dễ nấu cái món này ở bên Mỹ đâu phải không? Đi 4 cái chợ mới được đem một món này. Đúng rồi, tại có chợ bán rau ngon. À, chợ bán em lấy cái chén đó, lấy cái chén đó vô. Chén nè. Đó. Phải đi vòng vòng á. Đưa gần đây múc cho. Rồi rồi. Chợ Việt, chợ Hàn hả? Ừ, chợ Việt Nam. Đó, chứ chấm cái đã chứ. Cái mắm nó chấm cái gì cũng ngon. Ừ, rực ráo luôn. Chấm thành nấm. Không muốn, múc rồi. Em đi ăn bánh nè. Đó, ăn mà. Ngon mà. Nó sợ sợ lắm. Nó chấm mê. Ngon muốn ớt. Gì? Team mình tính là video sau sẽ đi cắm trại đúng không? À Vi hả? Ừ. Video sau mình sẽ đi team mình sẽ đi cắm trại. Ừ. Đi xuyên Mỹ, xe AV các bạn. Ừ. Nó ăn cắm trại rồi mấy ông nhớ đón chờ video đó. Ừ. Cá hồi sáng không có đi mua. Ừ. Đồ nào mà tươi tắm đó là mới mua không à? À. Cá là mới mua là về kho nè, cá mua trong hồ không? Hèn gì đánh hoài. Một chiều hàng thôi đúng không? Kêu nấu đơn giản một hai món thôi, nấu gì mà cầu kỳ quá đúng không? Cơm quê vô uống rượu vang, rượu lồ tùm lum tà lá. Cho cái mình mừng vô ăn nè. Ăn bước chặt ngon. Đây đây. Rồi nè. Vô ăn mừng. Vô. Nè. Ngon chứ, cái này ngon mà. Ok. Ở chắc là ăn tập trung có cái này ăn xong chút đi coi AV quay cho mong xem hướng lấy AV sao. Ở chung là kết thúc video rồi đúng không? Hẹn em lần sau. Bye bye các bạn. Ok. À. Này. Đây là B2 là xin các bạn, mình handsome rồi còn răng à. Trời nó tới tiền răng mà nó đớp lâu rồi. Trời ơi. Này nó ngồi đi giả bộ. Ừ.
Hướng đây là người đẹp đang ngồi rửa chén thấy mẹ luôn. Đây là behind the scene đúng không? Đẹp đang đúng không? Đó. Một đống chén luôn, thiệt sự là có mấy đôi chén rồi mấy ông. Đó, thấy không? Đó, có đôi chén nhưng mà không để chân không thích. Đó, thích đứng rửa gì đó. Thấy đảm đang vô nấu ăn ngon rồi rửa chén. Đống chén mà còn cao luôn. Chén cao kìa. Đó, còn bên này là đang ăn rất là vui vẻ. Ok đúng không? À. Ok bạn, hiện tại mình đang ở trung tâm xe RV các bạn, là đây những cái xe này đó bạn. Thì chỗ này là họ mua bán cho thuê lung tung xe RV hết. À, chỗ này gọi El Monte RV. Bạn thấy giá xe RV không? 104.000 nè. À, thì mình có thể mua chiếc này khoảng 2 tỷ mấy. Bây giờ còn có 7 mấy ngàn nữa không? Đây trung tâm RV sau lưng nè. Đó. Thì series này mình với anh Tuấn Thảo Minh Handsome sẽ làm một series đi cắm trại sống trên xe RV này, nhưng mà hẹn cái video lần sau. Giờ cho bạn nhá hàng cho bạn coi, đây xe RV rất là nhiều. À, ok chưa? Nhớ đăng ký kênh, nhớ lại theo dõi cái series này rất là dài. Các bạn muốn biết cụ thể như thế nào thì đón chờ ở tập sau nha. Tập này đi qua nhà Thảo ăn uống này nọ các kiểu rồi nhá hàng cho bạn, tụi team tụi mình sẽ làm một cái series sống trên xe RV. À, ok không?